Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay Cảng Phụ Tùng Ô Tô Đỗ Bình này giới thiệu anh em cái ổ khóa ngậm cửa trước bên phụ của con Kia Morning đời hậu phẩy. Đấy, đời từ 2012 đến 2015 nhé. Này có 4 rắc nha anh em nhé. Này nó có hai đời là 4 rắc và 5 rắc. Đấy. Đây, logo này. Hyundai Kia đây nhé. Đấy. Đây là của một khách đặt mình một bộ 4 cái ở Hải Phòng. Đây, mình review này anh em này. Đây này, cái này. Mã của nó đây nhé. Đấy. Đây, 4 cái Hải Phòng đây. Đấy. Anh em mà cần phụ tùng thì cứ Zalo cho mình nhé, 097 995 1845 nhé. Xin chào anh em nhé.